Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối cùng với Mỹ Linh và Tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Chương trình này được phát hình trên cả ba băng tầng của VNA TV từ 7 giờ cho đến 8 giờ giờ miền Nam California cũng như là giờ tại Las Vegas. Và quý vị đang coi ở trên Facebook cũng như trên YouTube thì có hai version, nhưng bản tin ngắn từng bản tin một hoặc là luôn có một chương trình dài luôn. Thì quý vị ngay dưới cái title cái tên của bản tin thì chúng tôi có luôn một cái bản gọi là full version để cho quý vị có thể coi đầy đủ cả chương trình. Kính mong quý khán giả cùng theo dõi giới và ủng hộ ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNA TV. Và kính thưa quý vị, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Ya Amava Resort and Casino ở Samuel, với lại 6.500 máy kéo có luôn có bài ban hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Ngoài ra có Serano Buffet với những món buffet rất là hấp dẫn thứ tư, thứ năm có lobster tha hồi cho quý vị thưởng thức hoặc là nhà hàng Hồng Bảo Kitchen với lại những món ăn hấp dẫn tại đây giống như là có ở tôm hùm nè, rồi cũng giống như là có vịt Bắc Kinh rất là ngon kính mời quý khán giả đến thưởng thức nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. À, và tiếp đến nữa cũng hân hạnh được bảo trợ bởi home style furniture với lại chiếc giường có thể là nâng đầu nâng chân à, có thể thay đổi theo thế ngủ của quý vị để giúp cho quý vị có thể có một giấc ngủ thật là ngon nếu quý vị nói rằng đã đón xem quảng cáo trên vn tv quý vị sẽ được tặng một cặp một cái cặp gối rất là đẹp kính mời quý khán giả nhớ nói rằng quý vị đã đón xem quảng cáo của home style trên vn tv cảm ơn quý vị rất nhiều và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay tiếp theo cùng với tiến sĩ ngô hồng dũng thưa Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán của nước Nga sẽ đóng cửa tuần thứ ba liên tiếp trong bối cảnh là các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến cho nền kinh tế nước này trao đảo một cách thậm tệ. Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương của Nga là đơn vị vận hành sàn giao dịch Moscow, cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán trong tuần tới từ 14 tháng 3 cho đến 18 tháng 3. Tuy nhiên, thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ và thị trường repo vẫn sẽ mở cửa. Trước đó, sàn giao dịch chứng khoán Moscow đã đóng cửa 10 phiên liên tiếp trong bối cảnh giới chức Nga đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tác động kinh tế và biện pháp trừng phạt hà khắc của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự ở tại Ukraine. Trong thông báo, thì ngân hàng trung ương của nước Nga cho phép các công ty tự do quyết định vấn đề trả cổ tức chứng khoán cho người Nga nhưng phải dừng việc vấn đề này để mà cho người nước ngoài không được trả. Đồng rút đã giảm mạnh sau khi nhiều nước phương Tây áp dụng một loạt những biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng nhằm vào nước Nga. Theo như dữ liệu của Bloomberg, đồng rút đã mất giá 40% giá trị kể từ khi xung đột, tức là từ ngày 20, 24 tháng, 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 tháng 2 cho đến giờ phút này là cái đồng rúp này không còn giá trị nhiều nữa, mất đến 40%, nó chỉ còn là 135 rúp ăn một mỹ kim. để hỗ trợ cho đồng rúp, ngân hàng trung ương nga đã tăng hơn gấp đôi lãi suất cơ bản từ 9,5% lên đến 21% và có lẽ còn cao hơn nữa trong những ngày tháng sắp tới. Ngân hàng Trung ương đã cho biết việc tăng lãi suất để thiết kế bù đắp rủi ro mất giá đồng tiền. Và thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì nước Nga đã thấm đoàn rất là nặng rồi. Và dĩ nhiên, chúng ta nhìn thấy cái lệnh cấm vận đã bắt đầu ảnh hưởng suy xuyến đến nền kinh tế. Và trước mắt là chúng ta thấy đồng tiền của người dân từ trong túi, tự nhiên mình bọc trong túi 100 đồng, bây giờ không còn giá trị gì nữa. Thì đó là cái điều mà quý vị thấy rằng cái ảnh hưởng vô cùng lớn của sanction, của cấm vận nó như thế nào, đó là điều mà nước Nga phải lãnh hậu quả trước mắt trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ cảm ơn Tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. À, xin mời ban kỹ thuật cho Mỹ Linh bản tin số 4. À, bản tin này à, liên quan đến à, có một người à, đã được à, tìm thấy à, sau 60 năm. À, và dĩ nhiên đây là một cái à, điều rất là đặc biệt của công nghệ khi mà có một em đã gọi là bị chết à, cách đây 60 năm nhưng mà em chỉ được nói rằng là được đặt với một cái nickname đó là little mix nobody tức là không biết đó là ai là một cô gái nhỏ đã mất tích nhưng mà bây giờ thì người ta đã tìm ra nhờ công nghệ thông tin cuối cùng thì người ta à, nhờ công nghệ của DNA mà người ta đã biết được rằng là em là ai. À, Cứ sự việc xảy ra cách đây 60 năm về trước có một cô giáo à, dạy ở một cái à, trường học ở middle school và cô đã tìm những cái giống như siêu tầm những cái viên đá lạ ở ngay tại một cái khu vực desert là một khu vực mà làm à, sa mạc ở Arizona và khi mà cô đến đây á, thì cô cuối cùng đã tìm thấy một cái điều mà mình không thể ngờ được trong suốt cuộc đời mình đó chính là thi thể của một bé gái nhỏ và lúc đó đã bị cháy trên điều đó là một cái điều rất là khủng khiếp và cuối cùng thì uh, uh, cái case được mở ra và đến nay 60 năm sau người ta vẫn chưa biết được rằng em bé này là ai và chỉ được đặt cho uh, cái thi thể đó một cái nickname đó là Lido Mix Nobody nhưng mà giờ đây thì cảnh sát của khu vực là Yavapai County Sheriff Office của tiểu bang Arizona thuộc thành phố Bradcott cũng như là Trung tâm National Center for Mixing and Exploited Children cũng như là Tổ chức National Missing and Identified Person System đã cùng với công nghệ DNA để mà tìm ra được cô gái này là ai. Và cuối cùng thì nhờ cái công nghệ này đã biết được tên của em nhỏ và em này tên là Sharon Lee Golas vầm trong ngày g đã ngày hôm nay trong một cái buổi gọi là họp báo với báo chí thì người ta đã đưa ra cái tên của em và đã được gọi là nhận dạng để biết được em là ai và tìm ra được thân nhân của em để mà chuẩn bị có thể họ mở lại và cái này gọi là cold case tức là những cái cây đã nguội lạnh rồi và khó có thể tìm ra được nhưng mà bây giờ khi mà em đã được gọi là chỉ ra đích danh thì có thể có cơ hội để biết đâu mở lại cái case này và tìm ra tại sao em lại chết một cách oan uổng như vậy khi mà lại tìm thấy thi thể đã bốc cháy ngay trong một khu vực hoang dã của một cái vùng sa mạc ở tại tiểu bang Arizona. Lúc này khi em bị mất tích là em chỉ có mới có 4 tuổi thôi và đang đi chơi với lại người bà của mình ngay tại khu vực gọi là ở phiền sâu ở thành phố Uh, Alamogordo thuộc tiểu bang New Mexico uh, vào ngày 21 tháng 7 của năm 1960 và sau đó là cô đã bị gọi là uh, bắt cóc bởi một cái cặp vợ chồng có thể là một cặp vợ chồng hoặc người ta chỉ là một cấp bồ thôi uh, và sau đó thì uh, đem cô đi mất và người ta không còn có thể tìm thấy cô nữa và cuối cùng thì như chúng tôi đã kể câu chuyện một người giáo viên uh, đã tìm thấy cái xác của em ngay tại khu vực sa mạc của Arizona. Đây là một cái câu chuyện nó dẫn đến uh, sự việc rất là bất ngờ. Và bây giờ đây chính vì điều này người ta có thể tìm thấy được những kẻ nghi phạm và người ta đã xác định được để mà chuẩn bị có thể mở lại cái, uh, cái sự việc này để mà tìm hiểu thêm. Và bây giờ đây thì uh, có một người uh, tên là Anan Seth uh, là một người có thể nằm trong cái gọi là khoanh vùng của cảnh sát để nghi ngờ và đang sử dụng cái DNA để mà tiếp tục sử dụng công nghệ này để có thể testing tất cả những người có liên quan đến cái chết của em một cái câu chuyện mà rất là gọi là gây cấn một cái bản án thật sự hồi hộp và chúng tôi sẽ theo dõi để tường trình thêm cùng với quý vị về cái um, bản án của em để xem thử sau 60 năm người ta đã tìm lại được công lý cho em như thế nào và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Thanh Dạ vâng uh, Kính thưa quý vị, Thượng viện của Hoa Kỳ thông qua một cái đề xuất cho phép người dân không cần phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Thượng viện Hoa Kỳ mới đây đã thông qua một cái đề xuất để bác bỏ quy định bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang từ ngày thứ ba là 15 tháng 3. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua sự kiện này và yêu cầu bác bỏ những vấn đề bắt mọi người phải đeo khẩu trang trong khi làm việc, trong phương tiện giao thông công cộng, trong trường học. Những vấn đề này được đưa ra trong bối cảnh cả Hoa Kỳ đã dần dần dỡ bỏ những lệnh của hạn chế chống Covid-19. Dự luật được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Rand Paul, đảng Cộng Hòa ở Kentucky, và được các Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ủng hộ. Tuy nhiên, để được áp dụng chính thức thì luật này còn phải được thông qua tại Hạ viện, cũng như lấy được chữ ký của Tổng thống Joe Biden. À, chúng tôi có thể tóm tắt lại bản tin của Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng là bây giờ đây có những cái sự tranh cãi khi mà à, chúng ta vẫn còn phải mang mask ở một số nơi, à, giống như là trong à, khi làm việc ở các bệnh viện chẳng hạn, rồi ngày hôm nay giống Mỹ Linh đã đưa đến bản tin vẫn phải mang mask ở trên xe bus nè ở trên máy bay nè rồi cũng như là ở một số các nơi khác thì vẫn bắt buộc phải mang mask trong khi là chúng ta reopen thì dĩ nhiên có sự tranh cãi và chắc chắn sẽ rất là gây gắt nhưng mà so far đó thì chắc chắn chúng ta sẽ phải open trở lại một cách từ từ và nó an toàn nhưng mà điều quan trọng nhất là quý vị từ 65 tuổi trở lên chuẩn bị chích mũi thứ tư và chưa mà quý vị đừng có lo lắng nha khi mà bắt đầu là fda approve để cho pfizer có thể chích tiếp tục chích ngừa à, mũi thứ tư đến cho mọi người đó thì quý vị cứ việc đi chích và chắc chắn là sẽ chúng ta sẽ không có bị nhiễm bệnh và hoặc là nếu có đi chăng nữa thì tình trạng sẽ rất là nhẹ và không có gì nguy hiểm cho chúng ta và tiếp đến nữa xin ba kỹ thuật cho mỹ linh bản tin tiếp theo và bản tin này liên quan đến là có một tai nạn và hôm nay lại lại có nhiều tai nạn mà nó rất là nguy hiểm thưa quý vị và một cái tai nạn vô cùng huy hữu khi mà có một chiếc xe đã tông thẳng vào một cái trường middle school ở ngay khu vực của Riverside County và đã khiến cho 8 người bị thương. Cái xe này đã tông thẳng vào trong trường học luôn quý vị. Và trường học này nằm ở khu vực là uh, the Paris của um, uh, Riverside County. Và đây là một cái sự việc rất là đáng tiếc và làm cho 8 người bị thương luôn và cái xe này có thể là tài xế đã mất gọi là mất cái thắng rồi không có điều khiển được một cách cẩn thận và cuối cùng tông thẳng vào trường luôn quý vị thấy là đi tựa trên đường mà bay thẳng vô trường bể luôn cả một góc trường một góc tường của trường luôn và cuối cùng thì làm tới 8 người bị thương và cảnh sát ngay lập tức đã được kêu gọi đến hiện trường để mà giải quyết sự việc và ở đây có một số người bị thương nặng nhưng mà không nói là có ai tử vong hay không chỉ biết là có những người bị thương nặng vào vẫn đang trong tình trạng được cứu cấp. Còn lại thì có một số người bị thương nhẹ, nhưng mà tổng cộng tới 8 người. Đây là một sự việc rất tiếc xảy ra ở một cái trường Middle School ở ngay khu vực Riverside, à, cách cách Orange County của mình chỉ có khoảng một tiếng lái xe thôi thưa quý vị. À, cảm ơn quý khán giả rất nhiều và đến đây một lần nữa xin mời quý vị vẫn giữ băng tầng 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.